Rồi, cô chú anh chị ơi, em Cường sẽ mang đến cho quý cô chú anh chị mình một phân khúc nhà trên 1 tỷ mấy thôi nha anh chị ha, và sổ hồng riêng. Thì nhà mình nằm trên trục đường Hưng Lộ 11, sau lưng chợ Hưng Long nha quý anh chị ha. Từ An Phú Tây vào đây chỉ có 5 phút đi xe máy thôi. Đường của mình là đường bê tông 4 mét nha quý anh chị ha. Đó, xe hơi vào tận nhà, xe tải vận chuyển đồ đạc vô tận nhà quý anh chị ha. Nhà của mình là một trệt một lầu nha quý anh chị. Diện tích là ngang 4 mét, dài 10 mét. Dãy nhà em đã bán hết rồi, chỉ còn sót lại đúng một căn duy nhất thôi, nên em bán nhanh lấy vốn về đầu tư mới nha quý anh chị ha. Thì giá cuối clip em sẽ báo cho quý anh chị mình một cái giá rất là hời luôn nha quý anh chị ha, trên phân khúc nhà trên 1 tỷ chút xíu thôi nha quý anh chị nha. Đó rồi, thì đây quý anh chị mình thấy là phòng khách nè, mình có hai lớp cửa sẵn cho mình luôn nè quý anh chị ơi. Đó, lớp cửa trong á là lớp cửa kính và kính cường lực và sắt nha quý anh chị ha. Mình có lớp cửa nè bảo vệ đó, nhà mình hai lớp cửa đó, ngoài là sắt cắt CNC luôn quý anh chị nha. Đó, trên này có cái chữ quản sự như ý cắt CNC luôn đó, rất là đẹp nha quý anh chị mình luôn ha. Đó là hai lớp cửa rất là an toàn nha quý anh chị nha, mình thích thì mình mở hai lớp cửa cho chị, mình đóng lại rất là kiên cố nha, hoặc mình mở một lớp trong để lúc ngoài lấy không khí cũng được ha. Rồi, đây là khu vực của phòng khách của mình. Thì phòng khách nha quý anh chị, bên dưới sông ốp PVC hết, có đèn chùm đèn kiểu nè, dội sáng rất là đẹp quý anh chị nha. Quý anh chị cứ tô điểm những bức tranh rất là đẹp ha. Bên đây có để cho quý anh chị mình một cái đèn tối luôn, sorry, một cái đồng hồ hình hai con công luôn đó, mở ốp BBC. Dưới đây có tủ TV đầy đủ cho mình luôn ha, trần đánh thạch cao, đóng thạch cao dạch hộp đó, có hệ thống đèn full led đó, hệ thống đèn màu rất là sáng anh chị nha. Đó, đây rồi ba tâm cắt cũng được ốp BBC sẵn cho mình luôn nè. Đó, các video rất là đẹp nha quý anh chị ha, đồng thần tài để đang quý anh chị nha. Đó, tiếp theo đây quý cô chú anh chị mình thấy này, đây là toilet của mình, cầu thang và phía dưới là toilet của mình nha quý cô chú anh chị. Đó, thì đầy đủ cái trang bị lavabo quần cầu đầy đủ ha. Và kế tiếp là không gian bếp luôn nha quý anh chị nha, toàn bộ mớp PVC hết luôn quý anh chị nha, nhà phía dưới mớp PVC hết, rất là đẹp luôn nha quý anh chị nha, rất là sạch luôn nha. Đó, PVC như là mình dán gạch luôn nha quý anh chị nha, như rất là đẹp, bếp nè quý anh chị. Đó, cô chú anh chị thấy à, đây là kính cường lực luôn ha, bồn đôi luôn, tủ gỗ đầy đủ luôn ha. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, có nhà mình có cửa sổ phía sau nè, nấu nước nó không có bị ngọt ha. Này là em làm sẵn cho mình cái màn bảo vệ để chống côn trùng bay vô nhà luôn ha, rất là đẹp ha. Đó, thì nhà mình nằm trên trục đường Hưng Lộ 11 như vậy nha. Nhớ một lần nữa, trục đường Hưng Lộ 11 gần chợ Hưng Long và sau lưng chợ Hưng Long nha. Mình lên lòng cho quý anh chị. Ngoài ra bên em còn nhiều mẫu nhà khác, anh chị có thể tham khảo trên YouTube. Anh chị cho em xin một like, một đăng ký cho kênh ạ. Hàng anh chị nha, tay cầm gỗ. Và đây em có đồng quý tranh phong thủy cho quý anh chị luôn, có đèn chiếu sáng của mình luôn ha. Nền thì đã qua cương đen luôn ha. Đó, thì công năng sử dụng cái tầng lầu mình có hai phòng ngủ và đặc biệt có thêm toilet nữa nha. Đó, rồi phòng ngủ của mình nè, rất là đẹp nha quý anh chị ha. Đó, phía sau lưng mình là trục đường bê tông, trục đường nhựa 8 mét luôn nha quý anh chị nha. Đó, phía sau lưng nhà của mình luôn ha. Đó, rất là tiện lợi cho mình luôn. Cửa gỗ. Rồi, toilet sử dụng chung cho hai tầng lầu mình nha. Rồi, tiếp theo đây nè, phòng ngủ thứ hai để lại cho quý, tặng cho quý cô chú anh chị mình một cái tủ gỗ luôn nè. Đó, một cái tủ luôn ha, tủ đựng đồ hả anh chị nha. Đó, để sẵn cho mình luôn ha. Đó, tủ đựng đồ để sẵn cho mình, tặng cho mình luôn. Đó, cửa nè, đây là khu vực ban công phía ngoài ha. Đó, rất là tiện lợi nha cô chú anh chị, khu vực ban công phía ngoài của mình luôn ha. Rồi, vậy diện tích nhà mình là ngang 4 mét, dài 10 mét, một trệt một lầu, có hai phòng ngủ, có hai toilet. Đó, nhà mình đặc biệt còn đúng một căn duy nhất thôi anh chị ha. Nhà được ốp PVC phía dưới và có nội thất luôn anh chị ơi. Để cho quý anh chị mình một cái giá rất là hời luôn. Và giá chỉ có 1 tỷ 3 thôi cô chú anh chị ơi. Đó, quá là tuyệt vời luôn nha quý anh chị. Đó, và cái giá này quý anh chị mình chưa cần trả trước cho em 700 triệu thôi là quý anh chị mình dọn nhà và ở ngay. Còn lại 500 triệu quý anh chị mình kẹt thì có thể hỗ trợ ngân hàng luôn anh chị ha. Mà nhà mình hỗ trợ ngân hàng được từ 5 đến 700 triệu cho anh chị ha. Với mức giá cực kỳ ưu đãi, em sẽ cho làm việc ngân hàng với mức giá thấp nhất cho quý chú anh chị lựa chọn ha. Và nhà mình nằm trên trục đường Hưng Lộ 11 nha quý chị ha. Đó, từ An Phú Tây vào chợ Hưng Long và nằm phía sau chợ Hưng Long luôn nha. Đường của mình là đường bê tông 4 mét nha quý chị ha. Chị mình nhanh tay alo cho em để được sở hữu ngôi nhà sổ hồng riêng 1 tỷ 3 này nha. Rồi, xin chào quý chú anh chị.